Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với view clip của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn về quy trình sản xuất khẩu trang y tế bên mình. Hiện tại thì bên mình đang sản xuất khẩu trang y tế 3 lớp và 4 lớp trong nước và xuất khẩu. Hiện tại mình đang cho chạy 3 lớp nha các bạn. Đây là vải kháng khuẩn không dệt. Này, lớp bìa, lớp giữa là lớp kháng khuẩn ha, có thể chống bụi mịn 99% nha các bạn. Và lớp bìa là lớp màu xanh. Thì mình chạy tất cả các màu theo đơn đặt hàng của khách hàng ha các bạn. Đây là khu vực dập logo và giao cắt của cái gọng ở cái mũi mình này. Ok. Đây là logo bên bên mình ha. Mình có 5 màu chủ đạo: than hoạt tính, màu xanh và trắng, hồng và màu vàng nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn thích đặt màu gì mình sẽ làm cho màu đó với số lượng lớn ha. Đây, khu vực này là khu vực cắt quay và hàn. Đây là công đoạn tạo ra một cái khẩu trang, có thể là tạo ra thành phẩm và có thể là đeo được. Hiện tại mình cho chạy ở tốc độ là 70 cái cho 1 phút. Tốc độ này là tốc độ trung bình khá các bạn, chứ không có nhanh quá. Mình chạy đường dài mà mình chạy bảo vệ cái máy nữa. Đây là hai cái kẹp hai bên cái quai đeo của mình đây. Còn đây là cái kéo cắt cắt quai, kẹp vô và dập. Có 4 cái thanh hàn hai bên nè các bạn. Nó sẽ hàn cái quai vô cho mình rất là chắc chắn ha. Hàn rất là ok. Chạy rất là đều. Quay ở một cái góc độ khác thì nhìn bốn cái quai kẹp này nó sẽ gấp hai cái quai vô này. Đó, máy sẽ hàn. Máy sẽ hàn liên tục. Cho những khẩu trang rất là tuyệt vời. Tới tới rồi quay cái bên bên Hiếu nó bị hư hoài à. Đây là lô khẩu trang đầu tiên do chính mình vận hành và điều chỉnh để cho ra một cái sản phẩm, nói chung là mình khá hài lòng. Logo rất là đẹp. Bên mình đã đăng ký độc quyền logo luôn các bạn. Nói chung là logo đẹp xuất sắc. Để mà điều chỉnh một cái khẩu trang như thế này, chạy ra như thế này thì rất là kỳ công các bạn, không phải là đơn giản đâu nha. Rồi ok, đây là khâu đóng gói. Thì bạn ấy sẽ vô 10 gói, 10 10 cái khẩu trang vô một gói. Đây, một gói như thế này.
quắn hư. Nó bị hư rồi. Tắt đó. Nói bình thường đi, đâu gì đâu. Xong rồi trả lương cho diễn viên quần chúng gì vậy anh Sơn? Thôi thôi, nhiều không nghĩ mà thôi. Trả lương cho diễn viên quần chúng gì hả? Một cái bánh xong quét. Đây là khẩu trang đã đóng hộp bên mình và đã niêm phong. Hoàng Kim, Kim Fly. Có cả tiếng Việt và tiếng Anh để xuất khẩu các bạn. Có chứng nhận ISO 9001-2015 và ISO 13485-2016. Giấy tờ đầy đủ, có thể xuất khẩu hải quan chính ngạch. Còn đây hàng đã đóng thùng, chuẩn bị xuất đi. Đây, có giấy chứng nhận ISO đầy đủ. Rồi, những ai quan tâm đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với Sơn để có giá sỉ và giá lẻ tốt nhất ha. Tốt nhất trên mọi thị trường luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video clip tại đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.